Còi xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Còi nha. Đây này, hôm bữa Còi có câu lên con rùa quái vật vương miện này các bạn ơi, ghê không? Và Còi cũng câu em nó lên từ cái cần cá mập cơ khí này đó, đỉnh chưa? Nói chứ cần này Còi câu dữ lắm mới lên rùa vương miện đó các bạn ơi, chứ Còi bị đứt dây câu vòng 6 vì cần này khá nhiều rồi nha. Vì vậy bây giờ mục tiêu bắp chỉ số thêm cho cần này của Còi là sẽ mở cho bằng được cái tăng 50% cơ hội thành công này. Không chỉ một cái đó mà Còi sẽ gắng mở tận 2 cái để tăng 100% cơ hội thành công để câu trò dễ nha. Và mục tiêu nâng chỉ số của cần này mà Còi muốn đó là 1S tăng sức mạnh, 2S tăng cơ hội thành công và 2S tăng xác suất xuất hiện cá quái vật nha. Các bạn thấy như vậy là hợp lý không nè? Cần của các bạn mở full chỉ số S hết chưa chứ Còi muốn tán ra bại sản với cái cần này luôn rồi đó mà mới có 2S kìa. Trông chán chưa chứ lại. Cứ cái sự kiện này cái là chắc hầu hết ai cũng cạn kiệt tiền ra như Còi dùng để nâng cần câu nhỉ. Đúng game cho ra cái sự kiện ối rồi ôi thiệt sự. Nhưng mà Còi thấy vậy cũng thú vị ấy. Cứ như vậy để chúng ta chơi game không nhanh chán ấy. Vì hết tiền sao thì lại phải đi câu cá, bắt bọ các kiểu để độ cần chứ. Điều kiện chúng ta phải chơi game kiếm nhiều tiền sao hơn để nâng cần dễ dàng sở hữu cá mới nè. Cá xịn sò nè chứ không giờ ra sự kiện cũng hơi nhàm chán á. Nên tuy hơi suy sụp tiền sao nhưng cũng khá thú vị nha. Có thấy Còi bấm bấm nâng quá trời mà ra toàn chỉ số lò gì không ấy. Cứ Còi muốn là chỉ số tăng thành công cơ chứ cứ bị bạc cá mết muốn khùng luôn ấy. Câu bóng 6 đã khó mà còn đứt hụt nữa thì thiệt là vãi trường luôn. Ê ra cái tăng 25% thành công này nhưng chắc bỏ luôn chứ Còi muốn cái bậc S á. Bây giờ Còi thấy ai cũng hay bị đứt cá ấy các bạn nên Còi nghĩ các bạn nên tăng cái tỷ lệ thành công nha. Với lại Còi thấy các bạn tăng cái sức mạnh và tăng tỷ lệ cá quái vật là hợp lý nhất luôn ấy. Mấy chỉ số khác cũng ổn đó nhưng dùng để săn bóng 6 thì ba chỉ số ngon nhất vẫn là chỉ số tăng tỷ lệ thành công, tăng sức mạnh và tăng tỷ lệ cá quái vật ấy. Các bạn thử tăng vậy như Còi xem câu có hiệu quả hơn không nha. Nói chung là cũng tùy cần và tùy mục đích ấy nên là hãy lựa chọn hợp lý nhất nhé. Ôi ôi Còi mở thành công tăng 50% cơ hội thành công rồi nè. Ui đã vậy, khóa ngay lập tức luôn chứ chỉ số này Còi ước ao mấy ngày này rồi đó. Cần này mà không có chỉ số đó thì như cần gỗ luôn ấy các bạn ơi, câu bóng nào cũng đứt hết á. Nhưng cả quái vật thì có thể cần được nha, mà Còi vẫn thấy nó hơi lọ. Chắc do Còi sư câu hoài không lên chứ Còi thấy người ta cầm cần này lên quái vật quá trời luôn, ước ghê. Ê tăng 50% sức mạnh này, thôi khóa luôn vậy chứ hết luôn đá nâng cấp rồi các bạn ạ. Khóa tạm đem câu thôi chứ giờ cũng hết tiền sao mua đá rồi. Rồi đó, lần nâng này ổn nha, lượng thành công chỉ số tăng 50% thành công là Còi thấy an tâm để đi câu rồi đó. Nhưng mà cũng không an tâm lắm vì phải thêm một cái chỉ số đó nữa mới thật sự ổn nè. Nhưng vậy cũng tạm tạm nha. Được rồi, nâng tạm vậy để ra xa khơi săn phun cá quái vật mới và săn rùa quái vật chế cần thôi nào. À các bạn đừng quên cho Còi xin một like của video và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ Còi có thêm động lực ra thiệt nhiều video nữa nhé. Còi cảm ơn các bạn rất rất nhiều. À hôm bữa Còi có tổ chức cái mini game ăn mừng kênh của Còi đạt 10.000 người đăng ký ấy. Hết hôm qua là kết thúc mini game này rồi nha nên bây giờ Còi sẽ đi quay thưởng trúng giải cho các bạn nè. Còi sẽ quay ngẫu nhiên các bình luận của các bạn tham gia để nhận giải nha. Và bây giờ Còi sẽ quay giải đặc biệt trúng bộ đồ kỳ nhông hồng nè các bạn. Ồ và đó là bạn với tên kênh là Back Gaming House và bạn trả lời đúng câu hỏi của Còi nè. Tên game là Ever Back Fire Fire. Chúc anh sớm đạt 11.000 người đăng ký nha. Ok cảm ơn nhiều nhé. Rồi chúc mừng em đã đạt giải đặc biệt nha. Còi sẽ cho giải sớm trong hôm nay hoặc mai nhé. Yên tâm giải sẽ đến tận nơi cho em nha. Nào nhận được giải nhớ bình luận dưới video này giúp anh nhé. Chúc mừng em. Được rồi giờ Còi sẽ tiếp quay 5 giải phụ còn lại nhé. Phần thưởng giải phụ này là mũ cá nóc hồng 30 kim cương nhé các bạn ơi. Bây giờ Còi quay luôn nè. Chúc mừng bạn đầu tiên nha. Còi quay bạn thứ hai nha. Ồ, chúc mừng em nhé. Bạn thứ ba nè, chúc mừng bạn nha. Bạn thứ tư nè, chúc mừng em nhé. Và bạn cuối cùng nhận giải phụ đây. Chúc mừng em nha. Và các bạn yên tâm giải thưởng sẽ được gửi cho các bạn trong hôm nay luôn nhé. Các bạn nhận được giải nhớ hãy bình luận dưới video này cho Còi biết nha. Chúc mừng tất cả các bạn đã trúng giải và các bạn không trúng giải cũng đừng buồn nha vì Còi sẽ tổ chức nhiều mini game xịn sò khác nữa cho các bạn tham gia đó. Nhớ hãy theo dõi Còi nha. Và bạn nào muốn Còi tặng mũ cá nóc 30 kim cương thì hãy bình luận dưới video này để Còi tặng nè. Ok bây giờ hãy cùng Còi cuộc hành trình săn phun cá quái vật và săn nhiều rùa để chế tạo cần thôi nào. Let's go.